Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị cùng đến theo dõi bản tin trên kênh Culture Channel, kênh tin tức Canada và thế giới do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Đây là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt đầu tiên tại Canada. Trong bản tin tối ngày 10 tháng 7 hôm nay, phần tin Canada sẽ có những tin đáng chú ý sau đây. Canada đang trải qua đợt nóng kỷ lục, nhiệt độ 100 độ F ở Viễn Bắc là chưa từng thấy khi cháy rừng hoành hành. Canada sẽ tăng gấp đôi sự hiện diện quân sự ở Latvia Lệnh cấm đốt lửa trại được áp dụng cho hầu hết khu vực tỉnh BC, số vụ cháy rừng đang tăng đột biến. Cư dân tỉnh BC có thể nhận máy điều hòa không khí miễn phí, ai đủ điều kiện và cách đăng ký. Ngân hàng Canada dự kiến là sẽ tăng lãi suất thêm nữa trong tuần này. Và một số tin xã hội đáng chú ý. Để ủng hộ cho kênh, rất mong quý vị nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. quý vị, Canada đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục và cháy rừng tàn khốc khi nhiệt độ tăng vọt lên mức chưa từng thấy ở các khu vực phía Bắc. Thị trấn nhỏ Norman Wells ở vùng lãnh thổ Tây Bắc đã đạt nhiệt độ 100 độ F, tức là 37,8 độ C, là đánh dấu nơi xa nhất về phía Bắc mà có nhiệt độ cao kỷ lục như vậy từng được ghi nhận ở Tây bán cầu. Nhiệt độ thiêu đốt đã làm trầm trọng thêm mùa cháy rừng vốn đã nghiêm trọng của Canada với diện tích kỷ lục 22, triệu mẫu Anh tức là 9,2 triệu hecta đất đã bị thiêu rụi cho đến nay. Sóng nhiệt đã ảnh hưởng đến các khu vực gần vòng Bắc Cực, bao gồm Norman Wells và Fort Good Hope. Khói cháy rừng gây ra các vấn đề về tầm nhìn và các đợt di tản mới đã được ban hành ở phía bắc của tỉnh bang British Columbia. Do các đám cháy rừng đang diễn ra, nhiều đám cháy trong số này được gây ra bởi những cơn giông khô, tạo ra sét nhưng lại ít mưa. Tỉnh BC đã chứng kiến trận cháy rừng lớn nhất được ghi nhận. Trận cháy ở Donny Creek lên tới 1,5 triệu mẫu Anh, tức là 600.000 hecta đất. Một mối quan tâm lớn đối với những lính cứu hỏa là các đám cháy đang bùng cháy từ bờ Tây sang bờ Đông ở Canada, với những đợt bùng cháy dữ dội được báo cáo ở cả khu vực phía Tây và phía Đông. Trong khi một số cứu trợ đã đến dưới dạng mưa và nhiệt độ thấp hơn ở các vùng phía Đông Canada, các đám cháy lớn vẫn tiếp tục bùng cháy gần và phía Đông của Vịnh James nguy cơ hỏa hoạn trước mắt vẫn ở mức cao đến cực độ ở các tỉnh phía tây và khu vực bắc cực phía bắc yukon và vùng lãnh thổ tây bắc sự kết hợp của nhiệt độ cao kỷ lục điều kiện khô hạn và bảo sát nhấn mạnh tác động của biến đổi khí hậu đối với hiện tượng thời tiết cực đoan và nguy cơ cháy rừng tình hình nhấn mạnh sự cần thiết của các nỗ lực giảm thiểu cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng và biến đổi khí hậu liên tục để giải quyết những thách thức ngày càng tăng do cháy rừng ở canada tỉnh BC đã thực hiện lệnh cấm đốt lửa trại trên toàn tỉnh ngoại trừ Hidaway do cháy rừng đang diễn ra. Lệnh cấm lửa có hiệu lực từ lúc 3 giờ chiều, theo sau các lệnh cấm trước đó ở nhiều khu vực khác nhau vào đầu tháng này. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố cho vùng Stikin ở phía tây bắc của tỉnh. Nhân viên cấp cứu đã tiến hành di tản trong khu vực vào cuối tuần do tình hình cháy rừng. Một số khu vực đã trải qua các cuộc di tản liên quan đến cháy rừng, bao gồm khu vực Berkeley, Nechako, và thị trấn Spalumchin. Sát đánh và điều kiện khô hạn đã góp phần làm gia tăng hoạt động cháy rừng trên khắp nội địa của tỉnh. Cơ quan dịch vụ cháy rừng của tỉnh BC đã báo cáo có 136 vụ cháy đang diễn ra, trong đó có 110 vụ là do sát đánh, 19 vụ là do hoạt động của con người và 7 vụ không rõ nguyên nhân. Người dân của tỉnh bang BC hiện có thể nhận máy điều hòa không khí miễn phí BC Hydro hiện đang chấp nhận đơn xin miễn phí máy điều hòa không khí do chính phủ tài trợ dành cho những người có thu nhập thấp ở tỉnh BC. Chương trình này nhằm giúp đỡ những người gặp khó khăn với nhiệt độ cao, đặc biệt là những người sống trong căn hộ, chung cư và nhà di động. Ngưỡng thu nhập và để đủ điều kiện tham gia chương trình này dựa trên thu nhập trước thuế của tất cả những người trưởng thành sống trong một hộ gia đình. Để một người độc thân mà đủ điều kiện thì họ cần kiếm được ít hơn 38.200 đô la một năm, Đối với một hộ gia đình 2 người thì ngưỡng là 47.600 đô la. Còn đối với một hộ gia đình 3 người đó là 58.500 đô la. Trẻ em được bao gồm trong tổng số người tạo nên một hộ gia đình. Và ngưỡng thu nhập được giới hạn ở mức 101.100 đô la cho một ngôi nhà mà có 7 người trở lên. Chứng từ để chấp nhận chứng minh thu nhập bao gồm thông báo đánh giá từ Cục thuế Canada CIA hoặc là xác nhận nhận tiền trợ cấp thu nhập hoặc là khuyết tật. Chứng từ chứng minh người nhận được trợ cấp thuê nhà từ BC Housing, chẳng hạn như là trợ cấp nhà ở cho người cao tuổi hoặc là chương trình hỗ trợ thuê nhà, cũng có thể được gửi kèm, cũng như là chứng từ chứng minh là nhận khoản trợ cấp quốc gia cho trẻ em hoặc là khoản trợ cấp thu nhập bảo đảm. Người thuê nhà có tài khoản tiện ích và đứng tên của mình phải nộp một tài liệu bổ sung để đủ điều kiện. BC Hydro sẽ ưu tiên những người nhạy cảm với nhiệt về y tế, được định nghĩa là những người trên 65 tuổi và nhận dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tại nhà. Ngoài ra thì BC Hydro cũng sẽ cung cấp mức hoàn tiền 50 đô la nếu mua các loại máy điều hòa không khí cố định hoặc là máy điều hòa gắn cửa sổ nhất định cho đến ngày 28 tháng 7. Bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản? Chúng tôi là Thông Nguyễn với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ Thông Nguyễn Công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905 920 1463 Canada sẽ tăng gấp đôi sự hiện diện quân sự ở Latvia. Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Hai tiết lộ rằng sẽ mất thêm 3 năm nữa để Canada thực hiện cam kết phát triển một nhóm chiến đấu đa quốc gia của NATO ở Latvia thành một lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu. Hai nước đã ký một lộ trình phát thảo quá trình này, bắt đầu từ hơn một năm trước khi Canada cam kết tăng quy mô và khả năng của nhóm chiến đấu như một phần trong nỗ lực của NATO nhằm củng cố sườn phía đông của mình đối phó với cuộc chiến của Nga vào Ukraine. Có ba giai đoạn cho công việc này liên quan đến 2.200 binh sĩ Canada sẽ được triển khai liên tục, cộng với khả năng là bổ sung thêm hàng trăm thành viên lực lượng vũ trang khi cần thiết. Việc xây dựng lữ đoàn sẽ được hoàn thành vào năm 2025 và Latvia sẽ làm việc để xây dựng cơ sở hạ tầng mới. Đến năm 2026 thì Canada sẽ hoàn thành việc triển khai đầy đủ các khả năng của lữ đoàn được triển khai liên tục tới Latvia. Chính phủ liên bang đã công bố tài trợ hơn 11 triệu đô la nhằm tạo ra ít nhất 36 đơn vị nhà ở giá rẻ mới tại khu đô thị khu vực Halifax. Đây là một phần của vòng thứ ba trong dòng tiền thành phố của sáng kiến nhà ở nhanh chóng, một phần của chiến lược nhà ở quốc gia, cung cấp kinh phí để nhanh chóng xây dựng nhà ở mới hoặc là mua lại các tòa nhà hiện có thể được sử dụng cho nhà ở giá rẻ. Halifax là một trong 41 đơn vị nhận nguồn tài trợ thứ ba và chính phủ liên bang đã đầu tư khoảng 4 tỷ đô la vào chương trình này cho đến nay trên toàn quốc. Tập đoàn Thế chấp nhà ở Canada CMHC vào tháng trước cho biết rằng hơn 175 đơn vị nhà ở giá rẻ vĩnh viễn đã được tạo ra thông qua sáng kiến nhà ở nhanh chóng trên toàn tỉnh. Trong hai luồng đầu tiên của chương trình, thành phố Halifax đã nhận được hơn 21,6 triệu đô la. Đình công tại cảng tỉnh BC đã lên đến ngày thứ 10 đàm phán tiếp tục khi chi phí kinh tế do đình công tăng lên. Cuộc đình công ở cảng tỉnh BC này đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Canada ít nhất là 500 triệu đô la mỗi ngày để bước sang ngày thứ 10 mà không có dấu hiệu giải quyết. Khoảng 7.400 thành viên của International Longshore and Warehouse Union Canada, gọi tắt là ILWU, làm việc tại hơn 30 cảng trong tỉnh đã đình công kể từ ngày Canada Day. Các cuộc đàm phán giữa công đoàn và hiệp hội người sử dụng lao động hàng hải tỉnh BC đã được nối lại vào thứ bảy sau khi bị gián đoạn vào đầu tuần trước. Ottawa và chính quyền của các tỉnh đã kêu gọi cả hai bên hãy bắt đầu lại các cuộc đàm phán. Cuộc đình công đang ảnh hưởng đến cảng Vancouver và khoảng 30 cửa ngõ hàng hải khác, vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế của Canada và đã làm gián đoạn hàng hóa trị giá 500 triệu đô la mỗi ngày có khả năng là sẽ đẩy giá hàng hóa cao hơn nữa cuộc đình công kéo dài có thể gây ra sự chậm trễ trong hàng tồn kho bán lẻ và cần phải điều chỉnh tuyến đường vận chuyển dẫn đến tăng chi phí và có thể tác động lạm phát hiệp hội người sử dụng lao động hàng hải tỉnh bang bc đã đề xuất một kế hoạch sửa đổi và sự tham gia của một trọng tài trong khi công đoàn bác bỏ những ý kiến này các bước tiếp theo và các cuộc đàm phán đang chờ chỉ đạo thêm từ các nhà hòa giải liên bang Nghĩa Trang và Nhà Quàng Glen Oaks, hồn Việt, là thành viên của Arbor Memorial, một trong những công ty cung cấp nghĩa trang và dịch vụ tang lễ lớn đáng tin cậy nhất Canada. Glen Oaks, với khu nghĩa trang hồn Việt, phục vụ riêng cho người Việt, tọa lạc gần Highway 403, 407 QW, thuận tiện cho sự thăm viếng, sẽ là nơi thu xếp chuyện hậu sự theo đúng tập tục tôn giáo của người Việt. Bộ trưởng năng lượng của tỉnh bang Ontario là ông Todd Smith cho biết Tỉnh bang Ontario có kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng của tỉnh trong những năm 2030 và hơn thế nữa sẽ bao gồm bảo đảm thế hệ mới từ các nguồn xanh như là gió, mặt trời và thủy điện. Ông Smith vào tuần trước đã công bố hai dự án hạt nhân nhằm giải quyết nhu cầu sẽ đến từ xe điện và sản xuất. Đó là một nhà máy hạt nhân mới quy mô lớn tại Bruce Power và ba lò phản ứng mô đun nhỏ mới tại địa điểm của nhà máy điện hạt nhân Darlington. Các kế hoạch xây dựng hạt nhân mới và ký hợp đồng sản xuất điện nhiều hơn từ các nguồn không phát thải là một phần của chiến lược do ông Smith đưa ra hôm nay, có tên là thúc đẩy sự tăng trưởng của tỉnh bang Ontario, bao gồm các động thái nhằm chuẩn bị cho hệ thống từ năm 2030 đến năm 2050. Việc mua sắm năng lượng xanh theo kế hoạch mới bao gồm gió, mặt trời, thủy điện và khí sinh học, sẽ kết hợp tốt với các hoạt động mua sắm lưu trữ năng lượng gần đây. Để năng lượng do các tấm pin mặt trời tạo ra có thể được lưu trữ và đưa vào hệ thống khi cần. Các nhà phê bình cho rằng tỉnh bang Ontario sẽ không rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung cấp điện nếu chính phủ Đảng Bảo thủ cấp tiến không hủy bỏ 750 hợp đồng năng lượng xanh trong nhiệm kỳ đầu tiên. Thủ hiến của các tỉnh bang và vùng lãnh thổ sẽ bắt đầu cuộc họp 3 ngày tại thành phố Winnipeg từ ngày hôm nay. Chủ đề được ưu tiên hàng đầu của cuộc họp là thảo luận về sự hỗn loạn trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada. Các thủ hiến cũng sẽ bàn về cách giải quyết các vấn đề kinh tế và khả năng chi trả trong các cuộc họp diễn ra khi thủ tướng Trudeau thăm Đông Âu để thảo luận về các vấn đề quốc phòng. Một vụ ẩu đả trên đường đã dẫn đến một vụ nổ súng ở trung tâm thành phố Toronto tại một địa chỉ trên đường Charles Street West ngay phía nam đường dân và Blua vào sáng sớm thứ hai khiến hai người bị thương nặng. Một nhóm người đang đứng bên ngoài số 7 đường Charles Street West thì một chiếc xe lao tới và một hoặc là nhiều nghi phạm đã nổ súng. Hai nạn nhân, một nam và một nữ đều ở độ tuổi 20 đã được chuyển đến một trung tâm chấn thương địa phương với những vết thương nghiêm trọng. Trước đó, cảnh sát đã nhận được báo cáo về một cuộc đua xe mạo hiểm trên phố Dân có sự tham gia của một số phương tiện. Các nhà điều tra thuộc lực lượng đặc nhiệm súng và băng đảng của sở cảnh sát Toronto, các dịch vụ nhận dạng pháp y và 52 sĩ quan của bộ phận đang có mặt tại hiện trường. Đóng đường trong khu vực này đang có hiệu lực và dự kiến là sẽ được giữ nguyên khi một cuộc điều tra đang được tiến hành. Tỉnh Prince Edward Island PEI cho biết, thông tin cá nhân của hàng ngàn người có thể là một phần của vi phạm quyền riêng tư do một nhầm lẫn của con người. Thông tin của 5.600 khách hàng đăng ký vào một chương trình việc làm cấp tỉnh đã vô tình bị chia sẻ vào ngày 13 tháng 6. Tỉnh bang này không cho biết là ai đã có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân từ vụ vi phạm tại Skills PEI. Dữ liệu vô tình đã bị chia sẻ bao gồm số bảo hiểm xã hội, lịch sử giáo dục và việc làm, địa chỉ gửi thư và email. Bộ Lao động, Học tập Nâng cao và Dân số cho biết họ đang tuân theo hướng dẫn của Văn phòng, phòng Dịch vụ Quyền riêng tư và quyền truy cập của tỉnh bang để ngăn chặn các rủi ro tiếp theo. Ủy viên quyền sinh tư của tỉnh PEI sẽ làm việc với các phòng ban khác về những bước cần thiết trong tương lai như một phần của phản ứng cấp tỉnh. Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến là sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong tuần này khi các nhà dự báo nói rằng nền kinh tế là chưa đủ mềm, tức là chưa đủ hạ nhiệt để ngân hàng trung ương có thể lùi bước. Nhà kinh tế trưởng của Deloitte là Don Desjardins cho biết, gần đây có một số dấu hiệu cho thấy là nền kinh tế đang chuyển hướng. Với báo cáo việc làm mới nhất cho tháng 6 cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và tăng trưởng tiền lương thì chậm lại. Nhưng bức tranh tổng thể cho thấy là lạm phát vẫn còn khó khăn, tăng trưởng tiền lương thì vẫn còn cao và nền kinh tế tiếp tục xáo trộn. Cuộc khảo sát về triển vọng kinh doanh gần đây của Ngân hàng Trung ương cho biết, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch, các doanh nghiệp dự kiến là tăng trưởng tiền lương chậm hơn trong năm tới. Với tỷ lệ thất nghiệp vẫn dưới mức trước đại dịch, Giám đốc cấp cao về kinh tế Canada của Desjardins cho rằng thị trường lao động vẫn còn chặt chẽ. Ngân hàng Canada vẫn im lặng về những gì là họ dự định làm trong tháng 7 này, đưa ra rất ít hướng dẫn về phía trước cho thị trường tài chính. Thay vào đó thì họ cho biết là hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu kinh tế sắp tới. Theo một cuộc khảo sát gần đây do Ipsos thực hiện, hơn 50% số người Canada đang sống trong mức ít hơn 200 đô la mỗi tháng là đến mức vỡ nợ, tức là mức mà không thể thanh toán tất cả các hóa đơn hoặc là trả nợ. Còn đối với 10% người Canada thì biên độ này thậm chí còn hẹp hơn ở mức 100 đô la trở xuống. Cuộc khảo sát cũng cho thấy, 31% số người được hỏi đã không kiếm đủ tiền để trang trải tất cả các nghiệp vụ tài chính của họ. Nghiên cứu nêu bật tình trạng căng thẳng tài chính và thiếu một quỹ khẩn cấp đối với người dân Canada. Ngoài ra, thì khoảng 60% số người được hỏi thừa nhận là không hiểu đầy đủ các tác động của lãi suất đến việc trả nợ. Điều này có thể dẫn đến chu kỳ nợ ngày càng gia tăng. Ý nghĩa của việc tăng lãi suất tiềm năng của ngân hàng Canada là một mối quan tâm vì lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí mang nợ trên toàn quốc. Vì người Canada đã phải đối mặt với những thách thức tài chính, việc tăng lãi suất có thể có tác động đáng kể đến hầu bao của họ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như là thanh toán thế chấp và hạn mức tín dụng. Một chủ nhà ở Toronto đang kiện người thuê cũ của cô và bạn trai của người đó. Thành phố Toronto cũng như là Airbnb sau khi căn hộ của trung tâm thành phố của cô được cho thuê trên nền tảng cho thuê ngắn hạn airbnb trong nhiều tháng mà cô không hề hay biết hoặc là không đồng ý đơn kiện cáo buộc là airbnb và thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký và cho thuê căn hộ đồng thời đã bỏ qua trách nhiệm của mình trong việc xác minh xem hai người đó có quyền hợp pháp để cho thuê căn nhà trong thời gian ngắn hay không Vụ kiện này yêu cầu 1,6 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại từ 4 bị cáo vì những tổn thất tài chính và đau khổ về tinh thần, cùng những tổn hại khác. Các cáo buộc chưa được chứng minh trước tòa và chưa có bị cáo nào nộp đơn bào chữa. Các members thành viên của Costco xin hãy lưu ý, Costco đang có nhiều voucher online miễn phí cho các thành viên. Costco hiện đang cung cấp phiếu mua hàng miễn phí, tức là voucher cho người mua hàng trực tuyến của mình cho phép họ tiết kiệm tiền khi mua hàng. Có hai cách để chúng ta nhận được các phiếu thưởng này, tức là các voucher. Tổng số tiền tiết kiệm có thể lên tới 100 đô la. Thứ nhất là thiết lập tự động gia hạn cho tư cách thành viên Costco của bạn bằng bất kỳ thẻ Mastercard nào, kể cả của CIBC Costco Mastercard trước ngày 21 tháng 7 năm 2023. Trong vòng 2 đến 4 ngày làm việc kể từ khi đăng ký tự động gia hạn, bạn sẽ nhận được phiếu thưởng voucher trực tuyến trị giá 25 đô la qua email. Bạn có thể sử dụng phiếu thưởng voucher này cho đến ngày 20 tháng 8 năm 2023 cho một giao dịch trên 100 đô la mà chưa bao gồm thuế, phí và phí vận chuyển khi thanh toán bằng thẻ Mastercard. Thứ hai là giới thiệu bạn bè, đưa ai đó đến bất kỳ địa điểm kho hàng nào của Costco ở Canada để họ đăng ký thành viên. Nếu người được giới thiệu đăng ký làm thành viên Executive 120 đô la một năm, Cả hai bạn sẽ nhận được thẻ quà tặng 50 đô la để mua sắm trực tuyến. Nếu người được giới thiệu đăng ký làm thành viên Gold Star 60 đô la một năm thì cả hai bạn sẽ nhận được một phiếu mua hàng trị giá 25 đô la. Ưu đãi này có hiệu lực đến ngày 3 tháng 9 năm 2023 và người bạn giới thiệu phải là thành viên mới hoặc là người đã hết hạn thành viên từ 18 tháng trở lên bằng cách tham gia vào cả chương trình tự động gia hạn tư cách thành viên và giới thiệu bạn bè thì bạn có thể kiếm được voucher tổng cộng 50 đô la hoặc là 75 đô la. Sắp đến ngày Amazon Prime và tuần lễ Walmart Plus, Best Buy cũng sẽ cung cấp một số ưu đãi hấp dẫn mới trong tuần này. Chương trình giảm giá Best Buy Black Friday in July hiện đang có các đợt giảm giá lớn cho các thiết bị, công nghệ, vân vân. Cho dù bạn đang tìm tủ lạnh mới cho mình hay là một chiếc TV mới, Best Buy đều sẽ có những thứ dành cho bạn. Nhưng mà hãy nhanh lên, những ưu đãi này sẽ kết thúc vào thứ Tư ngày 12 tháng 7. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, vào cuối ngày giao dịch hôm nay, 1 đô la Canada đang đứng ở mức 0,7528 đô la Mỹ và bằng 0,6856 đồng euro. 1 đô la Canada thì bằng 17.970 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ thì bằng khoảng 23.859 đồng Việt Nam. Giá vàng đang ở mức 1925,89 đô la Mỹ một ounce, tương đương khoảng 2.561 đô la Canada. Vừa rồi là một số tin Canada nổi bật trong ngày, rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của bản tin đó là phần tin nổi bật trên thế giới cùng với Hoàng Anh.